Trái ngược với người chị đầy tai tiếng ngàn Tây, thì em trai của cô là Rufino Aiba, tức Tây Ba Lô, lại có thành tích học tập vượt trội. Anh luôn gây ấn tượng bởi chiều cao khủng cũng như lối nói chuyện hóm hỉnh, vui tươi, xứng đáng được gọi là con nhà người ta. Nhưng sau những sự việc liên quan đến Mai Thúy của chị gái lại khiến Tây Ba Lô đối mặt với nhiều bình luận tiêu cực. Thậm chí một số tài khoản còn vào hẳn trang cá nhân của anh để bôi nhọ, bịa đặt nhiều thông tin về gia đình anh. Trước những điều đó thì Tây Ba Lô đã có những động thái nhằm đáp trả những ai đang cố gắng công kích gia đình mình. Vừa qua thì cuộc sống đời tư của người mẫu Andrea Aiba, còn được gọi là An Tây, đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi cô chính thức bị bắt giam vì liên quan đến Mai Thúy. Sau đó cô thừa nhận hành vi phạm tội và thừa nhận sai lầm này đã khiến cô mất đi sự nghiệp. Hiện tại bình luận trên tài khoản TikTok của cô đã tắt. Ngoài ra tài khoản Instagram, fanpage và Facebook cá nhân của nữ người mẫu vẫn hoạt động bình thường nhưng không có bất kỳ chia sẻ mới nào. Sau khi lùm xùm nổ ra thì em trai An Tây Rufino Aiba, thường được biết đến với biệt danh là Tây Ba Lô, gánh nhiều bình luận tiêu cực. Nam TikToker 3,3 triệu lượt theo dõi bỗng chốc trở thành bia đỡ đạn. Mặc dù đã tạm dừng việc chia sẻ các video về cuộc sống đời thường, hạn chế sự chú ý từ cư dân mạng, giữa lúc chị gái vướng ồn ào đời tư, nhưng anh vẫn nhận về những áp lực dư luận lớn, đặc biệt là nhiều thông tin tiêu cực về gia đình. Mới đây, trên trang fanpage gần 400.000 lượt theo dõi, Rufino Aiba Tây Ba Lô lên tiếng khi xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt về gia đình anh. Nam người mẫu cầu cứu cộng đồng mạng ngăn chặn một trang mạng xã hội đưa tin sai sự thật. Rufino cho biết, trang này đang gần 100 bài viết bịa đặt về thông tin gia đình mình rồi. Gia đình mình không hề phát ngôn bất cứ một câu nói nào như vậy. Rufino Aiba cũng kêu gọi cộng đồng mạng báo cáo các trang thông tin đăng tải sai lệch về gia đình sau khi chị gái vướng vòng lao lý. Trước đó, Rufino đăng bài tìm người hỗ trợ chăm sóc thú cưng của Andrea Aiba sau cô bị tạm giữ. Thời gian này, ba mẹ mèo của chị An không có ai nuôi nên rất mong anh chị em bạn bè ở thành phố Hồ Chí Minh nếu có thời gian và điều kiện thì giúp gia đình mình. Dù một trong ba bé cũng được ạ. Mình sẽ chịu chi phí đồ ăn và vật dụng cho các em. Trang mẫu viết. Cũng trong thời gian này, bố và em trai An Tây liên tục bị cộng đồng mạng tấn công trên các tài khoản mạng xã hội của gia đình. Bên dưới các bài đăng của bố An Tây xuất hiện những bình luận chỉ trích. Ông bị mỉa mai là nhà rột từ nóc. Hiện tại, trong khi vụ việc của An Tây đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ với Rufino và kêu gọi cộng đồng mạng không nên lan truyền thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình anh. Vào ngày 14 tháng 11, Rufino đã gây chú ý khi tham gia tổng duyệt, chuẩn bị cho màn xuất hiện với vai trò người mẫu tại Vietnam International Fashion Week Thu Đông 2024. Khác xa với hình ảnh thường ngày, anh xuất hiện với gương mặt buồn rầu. Sự xuất hiện của Rufino trên sàn diễn thời trang đánh dấu lần đầu tiên anh trở lại hoạt động công chúng sau khi chị gái, người mẫu An Tây vướng vòng lao lý. Tuy nhiên trong đêm diễn, Tây Ba Lô không xuất hiện trên sàn diễn dù đã tập diễn cả ngày. Nhiều người cho rằng vì ồn ào của chị gái nên công việc của anh bị ảnh hưởng. Khi hình ảnh Tây Ba Lô được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bình luận tiêu cực về anh với nội dung liên quan đến lùm xùm Mai Thúy của chị gái. Trước sức ép dư luận, nam người mẫu đã khóa tài khoản cá nhân. Riêng fanpage của anh tạm dừng đăng tải video mới. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều thì Rufino vẫn được sự ủng hộ từ một bộ phận khán giả. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và gửi lời động viên đến chàng trai 26 tuổi. Quýt làm cam chịu, việc này do bà An chứ không phải do em trai đâu mà tấn công người ta. Khổ thật, chắc nhà thiết kế với nhãn hàng cũng sợ bị vạ lây. Cố lên em nhé. Sự việc xảy ra quá nhanh, chắc hẳn gia đình Rufino chưa chuẩn bị kịp tâm lý. Qua đây mong cộng đồng mạng đối xử nhẹ nhàng với gia đình anh, vì chính họ cũng bị động và không có lỗi trong câu chuyện này. Rufino Aiba sinh năm 1998, hiện là một TikToker có tầm ảnh hưởng với hơn 3,3 triệu người theo dõi. Anh theo bố và chị gái sang Việt Nam từ khi 4 tuổi. Khác với chị gái theo đuổi showbiz, Rufino tập trung vào học hành và đạt được nhiều thành tích đáng nể. Nam thanh niên từng là cựu học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng và gây chú ý đặc biệt khi tốt nghiệp thủ khoa luật quốc tế của Học viện Ngoại giao. Cụ thể, Rufino Aiba từng là thành viên đội tuyển tham gia kỳ thi diễn án luật sở hữu trí tuệ cấp khu vực tổ chức tại Singapore vào tháng 3 năm 2019. Vô địch vòng quốc gia cuộc thi diễn án luật nhân đạo quốc tế và đại diện cho Việt Nam thi đấu vòng quốc tế tại Hồng Kông, Trung Quốc năm 2020. Ngoài ra, chàng trai trẻ còn được chọn mặt gửi vàng khi là đại sứ Wintercam Express của một dự án của Alisec. Alisec là tổ chức thanh niên quốc tế và là nền tảng toàn cầu cho người trẻ khám phá và phát triển tiềm năng lãnh đạo của mình. Bên cạnh đó, Tây Ba Lô còn đạt nhiều thành tích trong các hoạt động ngoại khóa như giải nhất cuộc thi review sách do câu lạc bộ bạn yêu sách của Học viện Ngoại giao tổ chức, giải nhất giải đấu quần vợt do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức, giải nhất cuộc thi Amazing Race của Đại hội Thể thao DAV's Game 2018 và từng là cộng tác viên dịch talk show cho một chương trình của VTV4. Nam TikToker tự nhận mình là người chăm học, không thích nghỉ hè và chỉ muốn toàn tâm toàn ý vào việc học hành. Toán chính là môn mà 9X này yêu thích vì quan điểm muốn thành công ở đời thì phải biết tính toán giỏi. Chia sẻ về lý do chọn ngành luật quốc tế thì Rufino cho biết, mình cảm thấy những kiến thức của ngành này như một công cụ để bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới, là một ngành học vô cùng ý nghĩa và cao cả. Hơn nữa, dù làm bất cứ công việc gì đều có khía cạnh pháp lý của nó, nên nếu mình có kiến thức về luật chắc chắn sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
Bên cạnh đó, mình đã có cơ hội tiếp xúc với các đại sứ trong thời gian dài và được truyền cảm hứng qua những câu chuyện thú vị mà họ kể. Sau đó, Tebalo lập một trang TikTok, chia sẻ những nội dung xoay quanh những tình huống trong cuộc sống hàng ngày. Sở hữu chiều cao gần 2m, gương mặt góc cạnh đậm chất Tây cuốn hút, cùng cách diễn dí dỏm, biểu cảm sinh động, 9X có hơn nửa triệu lượt theo dõi và rất nhiều clip triệu view. Bởi vậy, anh nổi tiếng trên mạng xã hội với các video hài hước về cuộc sống gia đình, thu hút tương tác cao. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao 1m95, anh cũng hoạt động cho lĩnh vực người mẫu. Trước khi xảy ra sự việc của chị gái thì các video của Rufino thường xuyên nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Được biết, ngoài thời gian ôn bài làm nghiên cứu, Rufino dành nhiều thời gian lắng nghe những ý kiến góp ý của mọi người, tạo ra những nội dung hay hơn trên kênh TikTok cá nhân. Anh chia sẻ mỗi ngày anh luôn dành một khoảng thời gian yên tĩnh cho chính bản thân để chiêm nghiệm, suy nghĩ về cuộc sống hiện tại, tương lai và về đam mê cũng như định hướng sự nghiệp. Bởi chàng trai 9X có rất nhiều sở trường từ học thuật, thể thao cho tới nghệ thuật diễn xuất. Từng kể về quyết định đến Việt Nam sinh sống, Rufino Aiba nói bố anh gặp áp lực với môi trường sống ở Tây Ban Nha nên muốn đưa hai con đến đất nước mới và Việt Nam là điểm đến. Khi đó anh 4 tuổi rưỡi, còn Andrea 7 tuổi. Thời gian ba bố con thử nghiệm là 1 tháng, sau đó đã quyết định ở lại vì yêu thích mảnh đất này. Anh khẳng định nguồn cảm hứng lớn nhất trong cuộc sống mình chính là bố. Bố là người có nghị lực và ý chí phi thường. Khi mình 1 tuổi, bố mẹ tôi chia tay và bố đã bỏ lại tất cả ở Tây Ban Nha để sang Việt Nam lập nghiệp. Trải qua rất nhiều biến cố, hy sinh và nỗ lực, mọi thứ chỉ vì hai đứa con. Bố cũng là người chỉ dạy mình rất nhiều điều, cũng như truyền cảm hứng về lối sống kỷ luật, đặt ra mục tiêu cao cả để không ngừng phát triển bản thân và đạt được nó. Rufino Aiba nhớ lại, đối với chị gái và Rufino có mối quan hệ thân thiết, chị gái cũng rất tự hào và chúc mừng anh vì thành tích anh đạt được. Ngoài ra, chị còn là cố vấn cho anh biết cách ứng xử với mọi người trên mạng xã hội, chắc làm nội dung phù hợp với đối tượng mà anh muốn hướng đến. Nhưng có lẽ sự việc liên quan đến chị gái đã gây đả kích đối với anh. Mong rằng đây sẽ là bài học để anh tránh khỏi những cám dỗ và luôn sống chuẩn mực như những gì anh đã và đang làm.